Theo đại diện Ủy ban nhân dân phường Phúc Xá, chợ Long Biên đã tự ý xây dựng thêm ký ốt vi phạm trật tự xây dựng. Hiện các ký ốt vi phạm này đã bị lập biên bản yêu cầu tự tháo dỡ, nhưng trách nhiệm của các cá nhân tổ chức liên quan vẫn chưa được làm rõ. Như đã đề cập trong các phóng sự trước, chợ Long Biên đã thực hiện thu phí, bán vé, xây dựng cải tạo nhưng không đưa ra phương án thu phí cụ thể, không lập phương án xây dựng, nâng cấp cải tạo sửa chữa cụ thể, được cơ quan chức năng có thẩm quyền duyệt trước khi triển khai theo đúng quy định. Hiện tại chợ này đang tồn tại các ký ốt lạ mọc lên phá vỡ quy hoạch và lấn chiếm lối đi chung, ảnh hưởng giao thông, ảnh hưởng môi trường và phòng cháy chữa cháy. Thậm chí, một số ký ốt phá từ nhà vệ sinh chung của chợ để có được mặt bằng kinh doanh siêu giá trị. Theo đại diện Ủy ban nhân dân phường Phúc Xá, ngày 20 tháng 4 năm 2020, Ủy ban nhân dân quận Ba Đình đã có quyết định số 907 QĐ-UBND ngày 20 tháng 4 năm 2020 về việc giao ban quản lý chợ Long Biên làm chủ đầu tư công trình cải tạo sửa chữa chợ Long Biên. Sau quá trình sửa chữa cải tạo, ngày 16 tháng 5 năm 2020, phường Phúc Xá đã phát hiện một số điểm vi phạm dưới hình dạng khung sắt hộp và quây tôn. Phường đã yêu cầu ban quản lý chợ Long Biên báo cáo và tự tháo dỡ. Chúng tôi kiểm tra và có phát hiện một số cái điểm mà chợ thì do chỉnh trang như thế, chợ có thể là cắt ghép sửa chữa bằng các quây tôn hoặc là các cái chỗ thì khung sắt, mái che, mái vẩy, một số cái chỗ nó cũng có những cái việc là nó nhìn nó cũng trông nó gọn gàng, khang trang, sạch sẽ, thế nhưng mà nó lại không có những chỗ là điểm lại không đúng với cái phương án. Thế nên là khi chúng tôi phát hiện, chúng tôi có làm việc với ban quản lý chợ, thì cái này chúng tôi cũng đã trao đổi và làm việc với chợ và yêu cầu chợ có những cái phải nghiêm túc là khắc phục. Theo ghi nhận, đến thời điểm hiện tại, chợ Long Biên đã tháo dỡ một số ký ốt khung sắt quây tôn xanh. Nhưng hàng đêm, một số địa điểm trái phép trên vẫn trở thành điểm kinh doanh của tiểu thương theo đúng diện tích mặt bằng như khi được quây tôn. Ngoài ra, vẫn còn một số ký ốt có dấu hiệu vi phạm vẫn đang tồn tại và kinh doanh bình thường. Biểu tượng mới của thành phố tương lai phía Tây Hà Nội. Chuẩn mực và đẳng cấp vượt trội. Vị trí trái tim của đại đô thị thông minh đầu tiên tại Việt Nam. Triết lý sống xanh được thực hiện hóa trên từng không gian sống. Imperia Smart City, thịnh vượng Lean Smart, một sản phẩm cao cấp của tập đoàn Vinh Group. Tại quyết định số 28/2018 QĐ-UBND của thành phố Hà Nội ban hành quy định về phát triển và quản lý chợ trên địa bàn Hà Nội đã quy định tại điều 4 và điều 5 rằng phải lập kế hoạch đầu tư xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp cho từng giai đoạn 5 năm và hàng năm đối với tất cả các chợ. Vậy chợ Long Biên có lập phương án xây dựng, nâng cấp, cải tạo, sửa chữa cụ thể hay không? Nếu không lập phương án, kế hoạch cụ thể mà tự ý xây dựng thì trách nhiệm quản lý của Ủy ban nhân dân quận Ba Đình như thế nào? Cũng tương tự như vậy, tại quyết định số 56/2016 QĐ-UBND của thành phố Hà Nội ban hành giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn thành phố Hà Nội cũng quy định rõ, trước khi thu phải rà soát các khoản chi phí để xây dựng phương án thu, gửi tới phòng tài chính kế hoạch chủ trì thẩm định trình Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã phê duyệt mức thu cụ thể tại từng chợ. Vậy chợ Long Biên có lập phương án thu phí cụ thể hay không? Còn quyết định số 907 ngày 20 tháng 4 của Ủy ban nhân dân quận Ba Đình về việc giao ban quản lý chợ Long Biên làm chủ đầu tư công trình cải tạo sửa chữa chợ Long Biên. Ta cần thấy rõ trong phần căn cứ và trong cả văn bản này không hề có căn cứ vào phương án xây dựng, nâng cấp, cải tạo sửa chữa cụ thể hoặc căn cứ vào phương án thu phí cụ thể nào của chợ Long Biên. Liên quan nhất có lẽ chỉ có một biên bản họp ngày 17 tháng 4 năm 2020 để làm căn cứ cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Ba Đình là ông Tạ Nam Chiến ban hành quyết định cho chợ Long Biên cải tạo, sửa chữa. Hậu quả của việc không có phương án cụ thể là những ký ốt khung sắt hộp, quây tôn xanh mọc lên, hàng loạt ký ốt đập tường, phá nhà vệ sinh cũng đã ra đời. Sai phạm đã rõ tình rành, còn trách nhiệm thì vẫn là câu hỏi còn bỏ ngỏ. Đấy, trong này là có 21 điểm. Một cái điểm ở đầu hồi nhà B6 là quây tôn, mái lợp tôn mấy mét vuông, nhà B6. Cái thứ hai là 5 điểm ở đầu hồi nhà A1 cũng quây tôn, mái tôn, 5 điểm. Cái thứ ba là 4 điểm ở đầu hồi nhà B1 cũng quây tôn, mái lợp tôn. Thứ tư là 4 điểm ở đầu hồi nhà B2 quây tôn, mái lợp tôn.
Cái thứ 5 là 4 điểm đồ hồi nhà bia 3, quê tôn đập tôn. Còn 3 điểm thì trong đó có 2 điểm là ở khu A8 giáp danh với nhà vệ sinh. Nên là trên nhà vệ sinh đấy anh như đồng chí phóng viên hỏi. Để làm rõ thông tin, báo điện tử Tầm Nhìn đã liên tiếp gửi công văn, giấy giới thiệu và đề nghị làm việc, đề nghị cung cấp phương án thu phí cụ thể, đề nghị cung cấp phương án xây dựng, nâng cấp cải tạo sửa chữa cụ thể. Tuy nhiên, đã nhiều tháng trôi qua, Ủy ban Nhân dân quận Ba Đình vẫn không có bất kỳ phản hồi nào. Không hiểu đang có khuất tất gì, nhưng rõ ràng Ủy ban Nhân dân quận Ba Đình đã thể hiện thái độ coi thường và đã vi phạm nghiêm trọng luật báo chí năm 2016. Trước thái độ này của Ủy ban Nhân dân quận Ba Đình, thì hậu quả có thể thấy rõ là tình trạng bát nháo, thu phí theo kiểu làm luật, tự ý xây dựng ký ốt trái phép và cho thuê thu lợi bất chính tại chợ Long Biên. Đã đến lúc cần làm rõ trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức liên quan khi buông lỏng quản lý hoặc bao che bảo kê cho những hành vi vi phạm pháp luật tại chợ Long Biên. Báo điện tử Tầm Nhìn sẽ tiếp tục thông tin.